Chân lý thứ ba, diệt đế. Trước khi muốn quán xét diệt đế để thực hiện định vô lậu, thì chúng ta phải hiểu diệt đế là gì. Diệt tức là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt lòng tham muốn của mình và diệt các ác pháp. Đế có nghĩa là lý lẽ chắc thật, đúng đắn do trí tuệ sáng suốt soi thấu một cách rõ ràng, không có mờ mịt, trừu tượng, ảo tưởng bằng tưởng tri. Diệt đế là một trạng thái tâm đã đoạn diệt lòng ham muốn và các ác pháp. Người sống trong trạng thái này được xem là đã giải thoát hoàn toàn, tức là người đã làm chủ sự sống chết của mình. Người làm chủ sự sống chết của mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Người ta thường bảo diệt đế là niết bàn như thế này, như thế nọ. Đó là tưởng tri của các nhà học giả, nhất là các nhà học giả phát triển, thì lại bịa ra đủ loại niết bàn. Diệt đế không phải là một cảnh giới siêu hình như các nhà đại thừa thường tưởng tượng, và cho đó là nơi chư Phật thường trú. Nếu một người đoạn diệt lòng tham muốn và các ác pháp, thì cuộc sống của họ là niết bàn, chứ không phải ở nơi đâu cả. Đức Phật gọi diệt đế là một chân lý thật sự, một trạng thái tâm lý thật sự, không còn khổ đau của kiếp người, chứ không giống như các nhà học giả phát triển xây dựng những cảnh giới niết bàn mơ hồ, trừu tượng, ảo tưởng. Những loại niết bàn này không được gọi là chân lý, vì nó là những cảnh giới tưởng tượng của con người, cho nên nó không thật có. Chỉ duy nhất có diệt đế của đạo Phật mới được gọi là chân lý của loài người mà thôi, vì nó có thật. Khi chúng ta quán xét diệt đế, rõ thấu trạng thái thật sự giải thoát của đạo Phật là chỗ đoạn diệt lòng ham muốn và các ác pháp. Rõ thấu được như vậy, chúng ta mới có phương hướng nhắm vào từng giây, từng phút, đẩy lui toàn bộ lòng tham muốn và các ác pháp trong ta. Khi đẩy lui lòng ham muốn và các ác pháp trong ta, thì đó là diệt đế. Thì đó là chúng ta đã đạt được chân lý của kiếp sống làm người. Chân lý của kiếp sống con người không phải là thần thông phép thuật. Thế mà người đời nói tu hành là nói đến thần thông pháp thuật. Thần thông pháp thuật chỉ là một điều huyễn hóa, lừa đảo thiên hạ bằng cách làm trò ảo thuật hoặc nói láo truyền miệng, mà Ngài thường chiếu nói một con chó sủa, một bầy chó sủa theo. Dù nếu có thần thông thật sự đi nữa, thì đó cũng chỉ là một trò ảo thuật giải trí cho những người thừa thì giờ nhàn rỗi, chứ chẳng ích lợi gì cho loài người trên hành tinh này. Từ xưa đến nay, chúng ta đã từng nghe tin tức qua báo chí hoặc phim ảnh, có nhiều đạo sĩ tu tập rất vất vả, nhưng lại thị hiện làm trò ảo thuật cho mọi người xem chơi, tạo danh cho cá nhân của mình, lợi dụng lòng ham mê thần thông của con người, nên mở ra rất nhiều thiền đường, giảng đường để lừa đảo thiên hạ, làm hao tốn biết bao tiền của và công sức của mọi người, nhưng nhìn lại có ích lợi gì cho ai đâu. Niết bàn của Phật giáo chân thật như vậy, với trí hữu hạn của chúng ta đều nhận biết rõ ràng thực tế và cụ thể, không có một sự tưởng tượng nào trong trạng thái này. Vì chân lý của đạo Phật rất thực tế trong đời sống của chúng tôi, nên chúng tôi chọn đạo Phật, lấy đạo Phật làm những bài học để xây dựng cho mình, trở thành những con người có một đạo đức không làm khổ mình, khổ người, và như vậy có lợi ích cho mình và cho người. Đó là nguyện vọng của chúng tôi khi đến với đạo Phật và tu tập định vô lậu câu hữu diệt đế. Diệt đế là một chân lý thật sự, có thật, mà con người thực hiện được, làm được, sống được, chứ không phải là một lý luận suông như những lý luận của các tôn giáo và các tông phái khác. Chân lý thứ tư, đạo đế. Tu tập quán xét định vô lậu câu hữu với đạo đế, tức là chúng ta tư duy quán xét về đạo đế. Đạo đế là một chân lý thứ tư của đạo Phật. Vậy đạo đế là gì? Đạo có nghĩa là con đường đi. Đạo có nghĩa là phương pháp cách thức tu tập rèn luyện trao dồi để tu sửa lại thân tâm con người. Vì thân tâm con người thường hành động theo lòng ham muốn, tạo ra biết bao nhiêu là sự lầm lạc, sai quấy, khiến cho mình khổ, người khác khổ, và tất cả chúng sinh đều đau khổ. Đế có nghĩa là sự thật, chân thật, không sai, đúng như thật, không dối gạt, không lừa đảo. Đạo đế là phương pháp dạy người tu hành có kết quả giải thoát thật sự. Đạo đế là phương pháp tu sửa, rèn luyện thân tâm con người
có đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người, chân thật, biến cảnh sống thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc. Đạo đế còn là phương pháp tu tập có đủ tâm lực tỉnh thức, làm chủ sanh, già, bệnh, chết thật sự. Đạo đế là một chân lý thật sự đúng đắn, không dối gạt, không lừa đảo người. Mọi người nếu ai có nhiệt tâm muốn thoát ra cảnh khổ của thế gian, với đầy đủ nhiệt tâm, nhiệt quyết, xả bỏ những ác pháp và xa lìa lòng ham muốn của mình, thường đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm, cố gắng áp dụng và thực hành như vậy, thì đều có kết quả giải thoát như nhau. Đạo đế là một chương trình giáo dục đào tạo, rèn luyện con người để chứng quả vô lậu A-la-hán. Một quả vị giải thoát cao nhất trong đạo Phật, làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Cho nên, đạo đế được chia ra làm 8 lớp học, phương thức chân chánh để trao dồi thân tâm từ lớp thấp đến lớp cao, gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định. 8 lớp phương thức này gọi là 8 nẻo. 8 nẻo này để cho người mới bắt đầu tu tập cho đến khi thành tựu viên mãn đạo giải thoát. Người mới bắt đầu học tu phải vào lớp chánh kiến, rồi lần lượt theo các lớp mà tiến lên học tất cả những lớp cao hơn mà Đức Phật đã dạy rất đầy đủ những giáo trình tu học trong các bộ kinh nguyên thủy về mỗi lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những bài vở nào ở lớp nào rất rõ ràng và cụ thể, nhưng các tổ kết tập kinh sách làm lộn xộn, nên hiện giờ khó có người hiểu đúng chương trình giáo dục đào tạo A-la-hán của Đức Phật.